thân mến, một số loại hoa của người Việt Nam có thể sử dụng làm món ăn. Một trong những loại hoa đấy là hoa thiên lý. Ai cũng biết rằng hoa thiên lý có mùi thơm rất là đặc trưng, nhất là vào những đêm trời mới mưa xong. Hoa thiên lý có mùi hương nhẹ, và với mùi hương nhẹ như thế, một số người sẽ lo lắng. Vậy thì ăn thế nào được với một cái loại hoa có mùi thơm như vậy? Các bạn yên chí, xào này, nấu canh này và bây giờ gỏi hoa thiên lý sẽ là một món ăn rất là ngon. Vậy thì chúng ta sẽ cùng thực hiện món gỏi hoa thiên lý nhé. Để thực hiện được món ăn này, các bạn chuẩn bị nguyên vật liệu như sau: 200g hoa thiên lý, 100g nấm bào ngư, một quả ớt sừng cay. Gia vị đi kèm sẽ gồm nước cốt chanh, đường và nước mắm chay. Trước hết, tôi nói về hoa thiên lý. Hoa thiên lý là loại hoa mọc theo giàn, tức là khi dây thiên lý leo lên thì hoa sẽ có ở trên giàn chứ không ở dưới gốc. Và khi muốn ngắt thì chúng ta chỉ việc giơ tay lên ngắt mà thôi. Thường giàn hoa thiên lý không ai làm cao, bởi vì thực chất ngoài vấn đề tạo mùi hương thơm, hoa thiên lý còn dùng để làm thực phẩm. Như lúc nãy trong phần giới thiệu tôi có nói rằng chúng ta có thể dùng hoa thiên lý để nấu canh, để xào hoặc bây giờ chúng ta đang chuẩn bị làm gỏi. Với một mùi thơm nhẹ, rất là dễ thương, rất là thanh tú, hoa thiên lý sau khi chế biến thì sẽ không còn mùi hương nữa mà sẽ chỉ còn cái vị giòn và hơi ngọt. Cho nên bây giờ khi chúng ta đi mua hoa thiên lý thì các bạn lưu ý, hoa càng búp thì càng ngon. Khi hoa đã nở ra như thế này, nếu các bạn mua hoa thiên lý mà nở nhiều, chẳng hạn như một rổ hoa thiên lý 2 lạng 200g đó, mà các bạn mua về đã hết 50 hoặc 70% hoa nở to thế này, thì cái món ăn của chúng ta sẽ mất ngon, bởi vì lúc bấy giờ hoa thiên lý sẽ có vị dai. Khi nhai thì chúng ta thấy vị dai, còn bây giờ thì hoa rất là giòn. Khi xào hoặc nấu canh thì chúng ta sẽ làm trực tiếp. Nước đang sôi thả vào, nước sôi trở lại lấy ra là chúng ta có nồi canh. Khi xào thì chúng ta xào trực tiếp trong chảo, tức là làm nóng dầu, cho vào và cho gia vị là xong. Tuy nhiên khi làm gỏi thì không ai làm từ hoa thiên lý còn tươi thế này. Chúng ta sẽ phải có một chảo nước sôi, tức là chúng ta sẽ đun một nồi nước sôi. Trong đấy chúng ta sẽ cho vào đây một ít muối và một ít đường. Như những bài học khác về cách trụng rau, tôi đều nói rằng khi trụng rau hoặc là trần sơ, chúng ta nên cho một ít muối với đường vào trong nước. Phần muối đường này, thứ nhất sẽ làm cho rau có thêm một tí gia vị, thứ hai nữa sẽ giữ được cái độ xanh mướt của rau. Bây giờ chúng ta sẽ đợi cho phần nước trong chảo sôi lên. Trong khi đợi nước sôi để trụng hoa thiên lý thì tôi sẽ làm phần nấm bào ngư. Nấm bào ngư, các bạn thấy rằng là nó sẽ có những loại nấm, cái tai nấm nó to thế này, thì chúng ta không cần mua những loại tai nấm to như thế. Chúng ta chỉ cần chọn những loại nhỏ và chúng ta sẽ làm đôi hay làm ba. Ngoài nấm bào ngư, các bạn có thể sử dụng nấm bạch tuyết. Chỉ có hai loại nấm này là có thể làm gỏi ngon thôi. Nấm rơm thì rất ngon, tuy nhiên nấm rơm sẽ dễ bị ra nước. Và do đặc thù của nấm rơm là từng viên nhỏ nhỏ, cho nên chúng ta trộn gỏi sẽ rất là bất tiện. Bởi vì bây giờ thì gỏi rau sẽ ở một bên và nấm sẽ rơi xuống một bên, nó sẽ nằm ở dưới đáy. Còn chúng ta trộn bằng những cái loại nấm lớn như thế này thì chúng ta sẽ gắp rất là dễ và sẽ ngon hơn. Các bạn sẽ thắc mắc rằng vậy thì nấm kim châm không ạ? Hoặc là nấm chỉ thì chúng ta có thể làm được không? Thì nấm kim châm chúng ta không có làm gỏi, bởi vì đặc thù của nấm kim châm là nó có độ nhớt. Nước đã sôi, bây giờ tôi sẽ cho hoa thiên lý vào và các bạn sẽ trụng rất là nhanh. Các bạn nhìn thấy rằng chúng ta cho vào đây thì hoa thiên lý hình như lại còn xanh hơn nữa. Đừng trụng kỹ nhé.
Khi chúng ta đã đảo đều hoa thiên lý rồi thì mình lấy ra. Sau khi chúng ta trụng hoa thiên lý và lấy ra tô, các bạn không cần nhúng qua nước lạnh và cũng không cần ngâm với lại nước đá, vì chúng ta sẽ trộn ngay lập tức. Nếu các bạn ngâm qua nước lạnh hoặc nước đá thì phần này nó cũng chẳng đẹp hơn, cũng chẳng giòn hơn, mà nó lại bị ngập nước thì tí nữa chúng ta trộn sẽ rất dở. Bây giờ đến phần nấm thì chúng ta sẽ xào khan. Xào khan là xào thế nào? Xào khan là chúng ta chỉ xào với một ít dầu mà thôi. Và vị đặc trưng của gỏi hoa thiên lý là rất nhẹ, tức là các bạn vẫn có vị chua, vị mặn, vị ngọt. Nhưng những cái loại mà thực phẩm đi kèm, ví dụ như nấm hay là mì căn, thì các bạn không có nên ướp, là trong quá trình xào hoặc là chiên chúng ta để nguyên. Bởi vì lát nữa nếu các bạn xào nấm này mà các bạn nêm gia vị vào rồi các bạn trộn với hoa thiên lý thì nó sẽ bị chỏi với cái vị của hoa thiên lý. Cho nên ở đây tôi xào khan nữa là tôi chỉ xào cho đến khi nấm chín. Và chính bởi chúng ta xào khan không gia vị mà cũng không nhiều dầu thì cái nấm này là sẽ hơi cháy cạnh, tức là nó sẽ hơi có cái vị bén chảo đó. Các bạn nhìn thấy này, nấm không hề ra nước, nấm sẽ khô lại và rất ngon. Khi nấm đã chín thì múc ra để cho thật nguội. Hoa thiên lý có rồi, nấm cũng đã vừa xào xong, nhưng mà cả hai đều còn đang rất nóng. Bây giờ chúng ta làm tiếp những phần còn lại cho món gỏi hoa thiên lý. Gỏi thì phải hơi cay cay mới ngon, cho nên bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị ớt. Các bạn sẽ lấy hột ớt ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt sợi. Bây giờ chúng ta làm nước trộn. Nước trộn sẽ gồm có nước cốt chanh, đường và nước mắm chanh. Giờ tôi sẽ lấy theo tỷ lệ, các bạn nhìn đây, 2 thìa nước mắm. Ba thìa đường. Và một thìa nước cốt chanh. Ai thích ăn ngọt hơn thì có thể sử dụng 4 thìa. Ai thích ăn chua hơn thì có thể sử dụng 1 thìa rưỡi nước cốt chanh hoặc hơn, thì tùy theo khẩu vị của các bạn. Nhưng trên cái nền là 1 nước mắm, 2 đường và 1 nửa nước cốt chanh thì chúng ta cứ thế mà chúng ta nhân lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hòa cho cái hỗn hợp nước cốt chanh, đường và nước mắm này hòa tan. Thông thường khi ăn gỏi thì chúng ta sẽ trộn hết vào, đúng không nào? Có cái gì ở trong nó gỏi trộn đều lên. Nhưng mà ở đây thì tôi sẽ chỉ trộn hoa thiên lý với lại ớt. Thế các bạn thắc mắc, ủa thế thì nấm mình để ở đâu? Nấm sẽ cho vào sau cùng. Hoa xanh, ớt đỏ. Giờ chúng ta sẽ cho vào đĩa nhé. Sau khi lấy hoa thiên lý đã trộn với ớt cho vào đĩa thì chúng ta sẽ dưới hỗn hợp này lên.
bây giờ thì cho nấm. Các bạn thân mến, chua, mặn, ngọt, cay là đặc trưng của các món gỏi. Nhưng đối với hoa thiên lý thì ngoài các vị vừa nói, chúng ta còn thấy có mùi thơm rất nhẹ. Rất là nhẹ, phải thật là tinh ý chúng ta mới có thể nhận được. Bởi vì trong quá trình trụng thì hoa thiên lý đã mất bớt mùi thơm. Tuy nhiên đã biết được hoa thiên lý có một mùi thơm dễ thương như thế nào và hoa thiên lý lại làm nên những món ăn ngon như vậy, thì chắc chắn gỏi hoa thiên lý là một món gỏi không thể thiếu trong những món ăn cuối tuần của gia đình chúng ta. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.